Ở đây thì còn những hàng cây rất là đẹp nha, nhưng mà nhiều căn nhà họ đang trồng, nhiều căn nhà họ đang xây dựng lấn những cái gốc cây này, thì sẽ làm những gốc cây này nó sẽ thời gian sau nó sẽ chết và nó sẽ đổ gãy ngã sụp nhà luôn. Đây, người ta khi xây dựng người ta không chừa cái chỗ không gian cho cây nó mọc. Và thế là nhìn thấy cái cảnh này, thôi kệ, tận hưởng những gì còn sót lại của thiên nhiên ban tặng đi. Hôm nay tôi đi được đến đây cũng là may mắn lắm, để cho các bạn coi những cái cảnh đẹp. Ôi giời. Thôi tôi bài đây. Tôi bài. Cắm bài xa tại vì ảnh hưởng cái đường bay của máy bay. Ở đây hả? Để bạn ngay chỗ đầu. Cắm bay lay cam hả? Bay ngắn ngắn thì được hả? Ảnh hưởng đường bay của máy bay. Ghê vậy.